Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Và Vật sẽ giới thiệu với các bạn một dòng máy quét rất đặc biệt của Honeywell có model là 7190G. Thì đây là dòng máy quét. Vì sao mà em nói đặc biệt thì nó tích hợp luôn cả hai chế độ quét, đó là quét đa tia laser và quét xử lý đặt. Dòng máy quét này của Honeywell có 3 kiểu kết nối chính, đó là một là kết nối bằng USB, hai là có cổng kết nối RS232 và ba là kết nối kiểu RS485. Thì mình có thể là tùy chọn theo từng ứng dụng khác nhau để sử dụng. Thì ứng dụng của nó là rất thích hợp ở trong các cửa hàng hoặc là trong các quầy tính tiền, mình có thể đặt ngay đây sản phẩm qua, mình có thể là quét tính tiền hoặc là có thể mình cầm lên mình di chuyển quét những mã khó, những mã không cần. Thì của kết nối của nó thì cũng được tầm được 1.5 đến 2 mét. Đó là một số thông tin sơ bộ của máy. Bây giờ em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người xem về khả năng đọc những cái mã lớn nhỏ khác nhau. Đối với dòng máy quét có hai chế độ, một lúc có thể tích hợp được hai chế độ này của Honeywell. Bây giờ em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người thấy khả năng đọc của máy Honeywell 7190G này. Thì trên bàn em đã có chuẩn bị một số màu. Đây là một số sản phẩm mà mình tính tiền thông dùng ở các quầy tính tiền. Thì mình đây có nhiều chất liệu khác nhau, bạc, cây lâm nhiều màu khác nhau. Giờ em sẽ tiến hành quét thử. Đây là máy quét đa tia nên mình chỉ cần đưa vào cái vùng quét của nó là nó có thể đọc được. Đó, mọi người thấy cái này có barcode. Quét rất là nhanh. Đấy. Quét rất là nhanh. Vùng quét nó lớn, tại vì đây là máy quét đa tia nên có vùng quét lớn. Thế nên mình chỉ cần đưa vào đây barcode chai nước suối. Đây, thì đặc biệt đây có barcode rất là nhỏ ở đây. Em cũng tiến hành quét cho mọi người. Và mình nhớ là đưa vào đúng cái mặt quét của nó nhé, đưa xoay đúng mặt quét của nó, mặt quét lớn hơn chứ, quét rất là tốt. Giờ anh sẽ tiến hành, đây là con máy có hai chế độ quét, đó là một là quét đa tia, hai là quét xử lý hình ảnh. Thì xử lý hình ảnh mà mục đích của nó là có thể quét được trên điện thoại. Giờ anh sẽ tiến hành quét một mặt trên điện thoại để mọi người xem. Đó, có thể quét được tất cả, rất là tốt. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về khả năng đọc cũng như là một số tính năng của máy quét Honeywell có model đó là 7190G này. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết về dòng máy quét này, mọi người có thể liên hệ tới công ty số Thế Giới Và Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là theo thông tin ở đường link bên dưới để được hỗ trợ thêm. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.